Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một chiếc máy bơm chìm 12V với lưu lượng 140 lít một phút. Máy bơm này là dòng bơm chìm có một cái loại lưu lượng khá là lớn và chuyên dùng để bơm nước cắt bể cá, bơm ghe tàu thuyền. Đặc điểm của dòng bơm này đó là các bạn không được bơm khô, các bạn phải ngâm nước để nó tránh bị gia tăng nhiệt ở cái trục bơm. Ở đây là mình đang sử dụng cái ống đoạn ống ra để nối lên với máy bơm và nước ra phun rất là mạnh. Đây, cái dòng nước chảy ra này, rất là nhiều nước luôn. Sử dụng để tưới cây, bơm này rất là ok. Cột áp đẩy cao của máy bơm này là 6 mét. Nước rất là nhiều luôn, rất là khỏe luôn. Mà các bạn để mua hàng thì vui lòng liên hệ với mình qua website maybơmmini68.com, hotline 0386898366. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.